chiếc xe này là bác Long, em vẫn nhớ tên Long, ở trong miền Nam, à trong miền Trung. Bác ấy mua nhà em là đầu tiên là 26 triệu, sau đó bác ấy đây cái cốp này chia chặt này này đấy, mua nhà em là 26 triệu, sau đó bác thêm cái như em vẫn nói trên mạng đấy, em tư vấn khách là chỉ thêm 3 món thôi, là thu trước 3 triệu, bình xăng bảo bác vào bình 5 triệu, 3 triệu bác vào bình 3 triệu, yên 1,5 triệu là tổng 32 triệu 500. Đấy, anh em nghe rõ đầu đuôi câu chuyện nhá, 32 triệu 500. Thì em làm xong rồi, bác cứ dục em lên dục xuống, đúng không? Cũng như bao nhiêu người dục lên dục xuống. Thế là em đăng lên. Em đăng lên là em bảo bác ơi, xe bác xong rồi, bác lấy này nhớ, bảo ừ được rồi. À, để hôm nào anh ra anh lấy, nghỉ anh ra lấy, nhưng hiện tại bây giờ đấy, nghe nói bác còn là giáo viên hay sao em không biết, chỉ biết là hình như bác làm giáo viên luôn, để chờ nghỉ hè xong anh ra lấy. Thế mà từ lúc nghỉ hè đến bây giờ là em điện cho bác ấy 3 lần điện, cứ một tuần em điện một lần, 3 lần điện cho bác thì bác không trả lời. Thì có thể tuần đầu tiên tưởng bác có bận, ok thôi em nhắn tin thì bác về bác phải đọc được, bác không trả lời. Thế là tuần đầu tiên xong em để quên đi, nửa tháng sau em lại điện tiếp cho bác ấy, em nhắn tin tiếp ấy thì bác ấy cũng không trả lời, không nhắn tin lại, mặc dù bác ấy đọc rồi bác không nhắn tin lại. Đấy lần thứ hai. Tiếp tục lần thứ ba là cách đây tầm khoảng mấy hôm đấy, em cũng điện cho bác, cũng nhắn tin bảo bác ơi nếu bác không đấy thì em thanh nghi nhé, cũng không trả lời, không nghe máy. Thì cuối cùng hôm nay này thợ em làm tối làm đêm thì tự dưng em nhớ ra thì em có gọi điện cho bác tiếp nhưng bác không nghe máy, bác cũng không nhắn tin lại. Thì em xin phép em thanh lý chiếc xe này, tức là em thừa sức nhá anh em, dạo này em thừa sức khi khách hàng không đấy em sẽ ỉm đi, em ăn tiền cọc, đúng không? Và bán tiếp tục chiếc xe này vẫn ra đấy, vẫn cái giá mà em bán bình thường, hoặc em hạ xuống em bán cho khách trong nhà em giờ 80 xe đang chờ dọn đấy, là còn 40 xe nữa chưa xong, em thừa sức em bán nhưng em không làm trò đấy. Vì làm ăn trên mạng uy tín tạo niềm tin, làm gì phải công khai minh bạch, đây là xe của khách em, đúng không? Em không quan tâm, tầm này em không quan tâm là bác ấy vì lý do bận hay bác không có tiền hay bác chơi bời cái gì em không quan tâm, đúng không? Em chỉ quan tâm là bác hẹn em quá nhiều lần bác không lấy, và điện không nghe máy, nhắn tin trả lời, em phải thanh lý đi em lấy tiền mặt về. Và em xin phép anh em là 5 triệu bác cọc em, nếu bình thường em lấy thì là em sai, hoặc cũng có thể em không sai đâu, nhưng em sẽ tặng cho bác này, chốt nhanh chiếc xe này. Là các bác nào chốt chiếc xe này bác ăn không được gì, ăn không được cái thủ trước, được cái bình xăng và cái yên. Để làm gì? Để ví dụ như sau này bác bảo Kiên ơi, chiếc xe của anh lấy, tại sao chú không nọ không kia, bây giờ chú bán cho người khác, thì em xin phép bác em bán nhưng em không ăn 5 cọc, triệu cọc đâu, em cho khách luôn. Vì có rất nhiều khách đang chờ đợi em những chiếc xe thanh lý, và những khách đang kinh tế ít mà lại muốn đủ đồ zin cơ bản, nhưng bây giờ lại mất tiền như này, không mất tiền mà được đồ zin. Anh em hiểu vấn đề chưa? Thì những bác nào mà mua chiếc xe này, nhấn mạnh đây, đuôi đây, 24K14067. Anh em có video hết mang lòng đấy, em giận nhẹ lổ này, đây, anh em cho em xem này. Đấy, một phát lổ luôn. Đấy, tất cả em phục dựng đến mới tinh anh em nhá. Đấy, nổ từng tiếng, máy em như chó thở. Em lại ship tận nhà anh em đi thử, anh em kiểm tra ok mới đếm tiền. Chu Kia Moto chào anh em nhá, chiếc xe này win huyền thoại 100, bây giờ là 9 giờ kém 5 phút nhá. Là có bác trai tên là Long ở trong miền trong Hà Tĩnh hay là Nghệ An gì đấy, bác có đặt nhà Trung Kiên rất lâu rồi đấy, nhưng vì lý do gì thì em không biết nhá anh em nhá, em không quan tâm, em chỉ quan tâm là đặt xe nhà em bác có cọc 5 triệu rồi, nhưng vì lý do gì em không biết, có thể là chơi nọ chơi kia hay là có thể bận hay cái gì em không biết, đúng không? Nhưng hiện tại là hôm gần đây nhất bác có điện cho em bảo để đợi anh nghỉ hè này, anh ra anh lấy, nhưng bây giờ là chuẩn bị hết hè rồi là bác không ra lấy, để xăng đấy, để xăng thối hết anh em này, em phải xả ra này, em cho xăng mới vào, em lổ phát lổ luôn này. Đấy, em phải cho xăng mới vào em lổ này. Đấy, và em làm cái video này em đăng lên là em thanh lý em bán đi. Và nhấn mạnh cho anh em một lần nữa này, chiếc xe Win này là bác phục dựng nhà em chọn gói như em hay đăng lên mạng là 26 triệu, anh em nghe rõ nhá, phục dựng chọn gói là 26 triệu, mới tinh tình hình. Và bác có thêm bình xăng 3 triệu, thêm từ trước 3 triệu, thêm yên 1,5 triệu, thế là tổng 32 triệu 500. Thì bác có cọc cái 5 triệu nhưng mà bác ấy chưa ra lấy, xong là để quá lâu rồi nên em sẽ làm cái video này, cũng là lần đầu tiên trong cuộc đời em, để cho những khách hàng đang theo dõi em, ủng hộ em mua được những chiếc xe đẹp. Đấy, mua chiếc xe đẹp mà giá rẻ thì đây, đúng là chiếc này phải là 26 triệu cộng tiền đồ vào nữa là 32 triệu 500, nhưng bây giờ bác cọc cái 5 triệu là em tặng luôn cho khách hàng của em luôn, em tặng không cho khách hàng của em luôn cái số tiền 5 triệu đấy, để ví dụ như sau này mọi người hay là bác ấy vào bác nói là Kiên ơi xe của anh đâu, sao không để lại cho anh, rồi Kiên ơi tại sao không giả lại cọc anh, thì đây cọc của bác em cho khách em luôn, em cho khách em luôn đấy. Đây để lâu nhá, để lâu phải xả xăng này anh em này,
Đây phải xả xăng này này, để thối cái xăng này. Em dẫn nổ lên đi, dẫn nổ lên ga lên vài cái. Rồi, con này cam kết cho anh em là đúng như em tải trên mạng. Đấy, đấy, này ga cho. Đấy, quay video đi, quay video cho anh. Đấy, quay đi. Quay sang ra kia, quay ra kia. Còn quay bô trước, quay bô trước này. Anh em này, nổ từng tiếng nhá. Nổ từng tiếng này, em bịt bô lại này. Nha, em thích nhá. Đấy, em tắt máy em nói chuyện nhá. Nổ từng tiếng này. Đấy, bơi hết xăng mới tắt máy. Được chưa? Đấy thì em, cái việc đầu tiên như này anh em nhá. Chiếc xe này là bác Long, em vẫn nhớ tên Long, ở trong miền Nam, ở trong miền Trung. Bác ấy mua nhà em là đầu tiên là 26 triệu. Sau đó bác ấy đây, cái cốp này chia chặt này này. Đấy, mua nhà em là 26 triệu. Sau đó bác thêm cái như em vẫn nói trên mạng đấy, em tư vấn khách là chỉ thêm 3 món thôi, là thu trước 3 triệu bình xăng, bảo bác vào bình 5 triệu, 3 triệu bác vào bình 3 triệu, yên 1,5 triệu là tổng 32 triệu 500. Đấy, anh em nghe rõ đầu đuôi câu chuyện nhá. 32 triệu 500. Thì em làm xong rồi, bác ấy dục em lên dục xuống, đúng không? Cũng như bao nhiêu người dục lên dục xuống. Thế là em đăng lên, em đăng lên là em bảo bác ơi, xe bác xong rồi, bác lấy anh nhớ. Bảo ừ được rồi, để hôm nào anh ra anh lấy, nghỉ anh ra lấy. Nhưng hiện tại bây giờ đấy, nghe nói bác còn là giáo viên hay sao em không biết, chỉ biết là hình như bác làm giáo viên luôn, để chờ nghỉ hè xong anh ra lấy. Thế mà từ lúc nghỉ hè đến bây giờ là em điện cho bác ấy 3 lần điện, cứ một tuần em điện một lần, 3 lần điện cho bác thì bác không trả lời. Thì có thể tuần đầu tiên tưởng bác có bận, ok thôi em nhắn tin thì bác về bác phải đọc được, bác không trả lời. Thế là tuần đầu tiên xong em để quên đi, nửa tháng sau em lại điện tiếp cho bác ấy, em nhắn tin tiếp ấy thì bác ấy cũng không trả lời, không nhắn tin lại, mặc dù bác ấy đọc rồi bác không nhắn tin lại. Đấy lần thứ hai. Tiếp tục lần thứ ba là cách đây tầm khoảng mấy hôm đấy, em cũng điện cho bác, cũng nhắn tin bảo bác ơi nếu bác không lấy thì em thanh lý nhé, cũng không trả lời, không nghe máy. Thì cuối cùng hôm nay này thợ em làm tối làm đêm thì tự dưng em nhớ ra thì em có gọi điện cho bác tiếp, nhưng bác không nghe máy, bác cũng không nhắn tin lại. Thì em xin phép em thanh lý chiếc xe này, tức là em thừa sức nhá anh em, rõ này, em thừa sức khi khách hàng không đấy em sẽ ỉm đi, em ăn tiền cọc, đúng không? Và bán tiếp tục chiếc xe này vẫn ra đấy, vẫn cái giá mà em bán bình thường, hoặc em hạ xuống em bán cho khách trong nhà em giờ 80 xe đang chờ dọn đấy, là còn 40 xe đấy chưa xong. Em thừa sức em bán, nhưng em không làm trò đấy, vì làm ăn trên mạng uy tín tạo niềm tin, làm gì phải công khai minh bạch. Đây là xe của khách em, đúng không? Em không quan tâm, tầm này em không quan tâm là bác ấy vì lý do bận hay bác không có tiền hay bác chơi bời cái gì, em không quan tâm, đúng không? Em chỉ quan tâm là bác hẹn em quá nhiều lần bác không lấy, và điện không nghe máy, nhắn tin trả lời, em phải thanh lý đi em lấy tiền mặt về. Và em xin phép anh em là 5 triệu bác cọc em. Nếu bình thường em lấy thì là em sai, hoặc cũng có thể em không sai đâu, nhưng em sẽ tặng cho bác này, chốt nhanh chiếc xe này. Là các bác nào chốt chiếc xe này, bác ăn không được gì, ăn không được cái thủ trước, được cái bình xăng và cái yên. Để làm gì? Để ví dụ như sau này bác bảo Kiên ơi, chiếc xe của anh lấy, tại sao chú không nọ không kia, bây giờ chú bán cho người khác, thì em xin phép bác em bán, nhưng em không ăn 5 cọc triệu cọc đâu, em cho khách luôn. Vì có rất nhiều khách đang chờ đợi em những chiếc xe thanh lý, và những khách đang kinh tế ít mà lại muốn đủ đồ zin cơ bản, nhưng bây giờ lại mất tiền như này, không mất tiền mà được đồ zin. Anh em hiểu vấn đề chưa? Đó, thì những bác nào mà mua chiếc xe này, nhấn mạnh đây, đuôi đây, 24K14067. Anh em có video hết băng long đấy, em giận nhẹ lổ này, đây, anh em cho em xem này. Đấy, đấy, một phát lổ luôn. Đấy, đấy, tất cả em phục dựng đến mới tinh anh em nhá. Đấy, nổ từng tiếng, máy em như chó thở, em lại ship tận nhà anh em đi thử, anh em kiểm tra ok mới đếm tiền, uy tín chưa? Anh em nghe em nhắc lại nhá, là chiếc xe này cũng như bao chiếc xe khác thôi, cũng như bao nhiêu chiếc xe là ngày mai em giao ở Hưng Yên đấy, có bác trai Hưng Yên ngày mai em giao đấy, thì chiếc bán này có 26 triệu thôi, nhưng bác này là mua 26 triệu và thêm bình xăng, thêm thủ trước và thêm yên, thì cái xe nó đẹp như này, đấy, thì bác có cọc cho em 5 triệu rồi, thì bây giờ em nhắc lại là chiếc xe này em sẽ nhượng lại cho bất kỳ bác trai nào mà nhanh tay nhá, cơ hội cho các bác. Giá này cho các bác chỉ trong 3 ngày thôi. Nếu trong 3 ngày mà bác nào mà không xem được video này và không mua xe này, em lại bán đủ lên 32 triệu 500 nhá. Em lại bán đủ lại số tiền là 5 triệu cọc em được hưởng. Đúng không ạ? Vì đây em đăng lên cơ hội cho anh em 3 ngày thôi, nó là giờ vàng ngày vàng. Đi động thế thôi, nếu bác được ăn không 5 triệu. Mà lại có xe sẵn. Đây bác trai Hưng Yên này còn mất thêm 2 triệu tiền làm đêm nữa cơ mà. Mới có làm xe ngay được. Còn 40 bác trai đang chờ em cơ mà. Đấy. Tại sao em không mang chiếc xe này em đi chào 40 bác trai kia? Em không thích như thế. Vì nếu em làm như thế, sau này bác Long mới điện cho em mà Kiên ơi, thế tại sao chú lại như thế? Bảo không,
bây giờ tiền bác là khách em hưởng. Anh em có những bác khách nhà nghe rõ nhá, là bác mua chiếc xe này là bản trải nghiệm em là 26 triệu, và bác có thêm thủ trước, thêm bình xăng, thêm yên. Em luôn công khai trên mạng nhé. Những bác trai này theo dõi em, bác sẽ biết em luôn công khai. Quay xe đều toàn xe chưa, là thủ trước là 3 triệu, bình xăng 3 triệu, yên 1,5 triệu, là tổng 32,500 triệu. Và em tặng bác cái ship vào tận trong Nghệ An hay Hà Tĩnh gì đấy. Nhưng mà bác ấy cẩn thận, bác không bảo ra lấy thì thôi, tùy. Bây giờ điện không nghe máy, nhắn tin không trả lời thì bác phải chịu thôi. 3 lần rồi, được chưa? Rất lâu rồi. Đấy nhá. Video này sẽ làm chứng bao nhiêu phút rồi? 7 phút rồi, cho 10 phút cho nó chặn. Đấy. Anh em nhá. Thực ra là bác làm mua chiếc xe này là quá tuyệt vời rồi đấy. Em nói luôn này, trong 3 ngày nhá, em nhắc lại biển xe này. Hôm nay em đích thân em bán cho anh em là bác mua 32,500 triệu đúng không? Trừ đi 5 triệu là còn bao nhiêu? Là còn 27 triệu à? Đúng không? Ừ, 27 triệu 500. Tư dưng bác bỏ ra 27 triệu 500, các bác được hưởng con xe bản trải nghiệm là 26 triệu, bây giờ tư dưng thành được 27 triệu 500. Đấy, những bác cha là đang theo dõi Trung Kiên này sẽ biết được. Còn những bác chưa theo dõi Trung Kiên thì các bác chưa biết đâu. Đấy, bây giờ là mấy giờ? Đây 9 giờ tròn nhá. Đấy 9 giờ tròn em sẽ đăng luôn trong đêm. Đấy 9 giờ tròn đây. Đúng không? 9 giờ tròn của ngày 11 tháng 7 năm 2024. Đấy. Em sẽ nhắc lại một lần nữa nhá. Là chiếc xe này Trung Kiên phục dựng lên trọn gói là 26 triệu. Cho bác trai Long làm giáo viên hay gì đấy ở trong Nghệ An này, Nghệ Tĩnh gì đấy không biết, không quan tâm nữa. Chỉ biết là vì sao bác bảo thêm cho anh có thủ 3 triệu, thêm anh bình xăng 3 triệu, thêm anh yên 1,5 triệu, là tổng 32,500 triệu và tặng bác cái ship. Nhưng hiện tại em điện cho bác cái 3 lần, nhắn tin cho 3 lần, cách đây phải từ tháng 6 bác không trả lời, không đọc rồi nhưng không trả lời. Thì em không quan tâm bác vì lý do gì, bác chơi bời bác bán này, bác vì lý do gì em không quan tâm. Đấy, đúng không ạ? Chứ em chỉ biết là em là khách hàng, em điện và bác không trả lời thì em phải thanh lý, em phải thu tiền mặt của em về. Và cái số tiền bác cọc cho em là khách hàng em hưởng chứ em không hưởng. Để sau này cái video là công khai lên mạng nhé, biển 4067 em quay clip đây. 4067. Nếu bác có phốt em lên mạng là Trung Kiên Mô Tô dọn xe xong là ăn cọc là không có đâu nhá. Mà cọc này em cho khách hàng luôn. Đây các bác nhìn trong nhà đây là anh em quay vòng này. À, trong nhà đây này. Đấy, một đẫy xe đang chờ đây này. Đấy, em có quay video quạ màn hình cho bác ấy rồi, liên tục rồi. Đấy, em phải làm cả tối cả đêm để kịp cho khách hàng của em. Như ngày mai sẽ đi ra một con xe ở Văn Giang Yên. Bác có dọn nhà em 26 triệu mà bác còn mất thêm 2 triệu tiền làm đêm là 28 triệu mà bác chỉ được tất cả đồ hết. Đây con này là bác, những anh nào mua là vẫn được hưởng đồ zin nhưng giá là giá toàn là bản trải nghiệm. 27,500 triệu. Đấy, trừ đúng 5 triệu bác lòng, không lấy 1.000 nào luôn. Danh dự không lấy 1.000 nào luôn. Ok, nếu anh em mua chiếc xe này chốt nhanh cho em vì nó là phục dựng full mới rồi. Nhá. Những bác nào theo dõi em mà lấy chiếc xe này tuyệt vời đấy. Đấy, giá công khai cho anh em là 27,500 triệu. Em không lấy 1.000 nào. 32,500 triệu của bác ấy, 5 triệu đấy bác cọc, bác không lấy em tặng anh em. Và với điều kiện anh em chỉ cần giúp em thôi. Ví dụ như sau này bác ấy bóc phốt em, hay bác ấy nói em trên mạng, hay bác nhắn tin cho em, thì em sẽ cho anh em vào nhóm luôn để xem đúng anh em mua cái giá đây luôn. Và 5 triệu đấy anh em được hưởng không? Tức là 5 triệu bác lòng đấy tặng sang cho anh em, chứ không phải là em được hưởng nhá. Thì sau này đỡ bị mang tiếng, chứ ở trên mạng làm ăn nó khó khăn anh em. Đấy, mệt lắm. Đấy, này giống như bác gì nhỉ? Bác Tú Anh, bác ấy mua nhà em 25 triệu trước rằm, trước ngày rằm của gia riêng đấy, thì bắt đầu lên 1,26 triệu. Bác mua nhà em 25 triệu, bác đi 3-4 tháng, bác lên mạng vẫn bán 25 triệu. Nhiều người nhảy vào chê nọ chê kia, cuối cùng em mua cho 20 triệu. Em trừ đi như thế em mua cho 20 triệu, em lại bán luôn 23,500 triệu. Đúng định bán 25 triệu. Nhưng mà em bán 23,500 triệu này nhanh cho anh em, mà đầy người vào giả có 80 10 triệu cứ chê đồ lô. Lô cũng là tiền anh em ạ. Đấy, thế còn anh em thích vào zin thì vào tiền đi. Đúng không? Thế thôi, còn đến với Trung Kiên là em bảo hành cho anh em. Tiền nào của ấy. Đồ zin đồ lô em công khai rõ ràng, zin có giá trị của zin, lô có giá trị của lô. Zin có zin đẹp, zin xấu, lô có lô loại 1, loại 2. Đấy, có đến với em là được việc chứ không phải xong việc. Có những anh em mua xe nhà em nếu bị lỗi nhá, hãy điện cho em bảo hành chứ đừng có lặng im xong là ngại rồi nọ kia, xong bắt đầu ra ngoài thợ lọ thợ kia nói cho phán cho thì anh em mất tiền, còn em mất khách, anh em mất tiền em mất khách, thế thôi. Còn em bán ra ngoài thị trường em luôn công khai rõ ràng hết, lô là lô mà zin là lô, à zin là zin, không bao giờ lô thành zin, zin thành lô được anh em nhá. Đấy, ok. Và một lần nữa cảm ơn bác Long đã nhượng lại chiếc xe này cho một bác trai nào đấy, bất kỳ bác trai nào may mắn thì vận may sẽ đến nhá. Đấy, các bác mua chiếc xe này được hưởng 5 triệu của bác Long. Đấy, em công khai rõ ràng và nhắc lại chỉ trong 3 ngày. Em trừ ngày hôm nay ra, em tính từ ngày mai. Ngày mai thì là thứ 6, thứ 7, chủ nhật, 3 ngày đấy nhá. Sang ngày thứ 2 em sẽ bán đủ 32,500 triệu. Đấy, để cho anh em biết là cái gì có cơ hội đó thôi. Đấy, gửi hàng em đây. Tất cả mọi thứ và nhấn mạnh anh em chốt thì alo nhanh cho em. Em ship tận cộng tiền ship nhá, tận nhà anh em. Anh em đi thử kiểm tra, ok đúng em tả mới trả tiền. Đấy, số điện thoại của em, Zalo
0778 24 448, hotline 0358 444 888 hoặc 0354756789. Huyền thoại Win 100 đây, giận nhẹ phát lỗ, gầy nhẹ phát lỗ nhá. Phục dựng mới tinh, ok chưa? Đấy, đưa anh, đưa anh để anh quay vòng, đưa anh quay, quay vòng đấy, lỗ thương tiếng em nhá. Đây anh em nhá, đấy này, nhìn cho anh em nhìn kỹ lại này, mới tinh nhá, full này, mới tinh này, đấy, mới tinh nhá, này, mới tinh này, đấy, mới tinh nhá, đấy, à, mới tinh chưa? Đấy, trước em quay con như này em bán 96 triệu đấy, nhưng con này là đồ zin ít hơn. Thế này của đấy này, thụt này, đẹp chưa này, thụt zin này, đấy, bình xăng zin này, tem vắt, đấy, tem vắt 3M nhá, này, đường gân sợi chỉ này, đấy, sinh nhan lô này, lô, giá trị của lô nhá, này, sinh nhan lô nhá, đấy, pha đèn này, pha đèn lô này, đấy, lô này, đấy, đồng hồ linh kiện 11 này, Honda này, đấy, tay nắm này, cuồng tắc này, bình xăng khóa một chìa nhá, khóa một chìa nhá, nhà em xe 26 triệu là khóa một chìa hết, đấy, yên zin này, đấy, thụt sau này, thụt sau này, đấy, chắn xích nô này, đấy, vành bánh này, quay trơn tru nhá, đấy, mới tinh hết nhá, luôn thích mới tinh hết, biển đây, đây, sinh nhan lô này, của hậu này, tay dắt này, đấy, đấy, được chưa, đây, vành bánh này, nốt mới tinh hết nhá, bô mới nhá, thụt sau mới nhá, càng mới nhá, này, cần khởi động này, lốc côn này. Nói chung là em đã bảo anh em rồi, chiếc xe này bán, em bán này là bán để sau này anh em hiểu được đến với trung kiên nó là tiền nào của ấy. Đấy, giá trị đồng tiền anh em bỏ ra bao nhiêu, anh em nhận về giá trị cho bao nhiêu. Đấy, em tóm tắt đoạn cuối để những anh em nào mà xem sau thì nhanh gọn này. Chiếc xe này em phục dựng lên như này là chọn gói 26 triệu. Nếu anh em có xét xe gửi cho em là 20 triệu. Còn nếu anh em không xét xe gửi cho em như này là chọn gói 26 triệu đây. Như bác Long mới đặt em này 6 triệu đây. Được chưa? Và bác có thêm cái thủ trước này, thủ trước này 3 triệu, bình xăng 3 triệu, yên 1 triệu rưỡi. Tổng là của em, bác lên nhà em đã 2 triệu 500, bác cọc cho em 5 triệu rồi. Đúng lịch bác lấy, bác chỉ điển cho em 27 triệu 500 nữa thôi. Nhưng đây là ví dụ thì không biết nhá, anh em mới rõ chứ không quan tâm. Mà em quyên tắc em lại điện 3 lần, nhắn tin 3 lần, mà cách đây cả tháng rồi bác không trả lời thì em phải thanh lý mấy tiền về. Thì em sẽ bán cho anh em nào với chiếc xe này là 5 triệu cọc em trừ đi em tặng anh em luôn. Còn sau 3 ngày em sẽ cộng đủ 32 triệu 500 và em vẫn bán được cho khách hàng của em nhá. Nghe rõ nhưng em đây là để cho anh em hiểu. Để ví dụ sau bác Long bác có gọi em hay như nào thì anh em sẽ, anh em nào mua chiếc xe này rồi thì sẽ làm chứng cho em. Đấy. Để em bán đúng như thế chứ không phải là em lấy tiền của bác Long. Đúng không ạ? Đấy, ok. Trung Kiên chào tất cả anh chị em. Một lần nữa anh em mua xe, dọn xe, phục dựng xe, alo Trung Kiên. Đấy. Đấy, anh em nhanh tay vận may xe đến nhá. Đấy, chào tất cả anh em. Ok. Chốt kèo bác Long nhá và tất cả mọi người xem video này để cho đỡ bị mang tiếng. Bây giờ là 9:05 của ngày 11 tháng 7 năm 2024. Đấy, sau này mang tiếng em. Ok.